Chào mừng các bạn đến với kênh Cửu Thiên Vũ Đế Review. Các bạn thấy hay thì like, share like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Trước khi vào review mình có lưu ý, chuyện vạn cổ trí tôn do kênh review là chuyện chữ, các hình ảnh được lấy từ tập cũ hoặc chuyện khác và đi trước chuyện gốc. Do đó, hình ảnh sẽ khác so với chuyện gốc nhé. Lý Vân Tiêu Cầu Mày nói Thế nhưng hợp đồng của chư vị đại sư đều đã đến hạn rồi, Dòng binh đoàn Thái Điểu có tiếp tục ký với ngươi hay không, ta thật không rõ a, à. vẫn nên hỏi Hải Lâm thiếu gia xem thử. Thuật luyện sư các thế lực lớn đều là ký hợp đồng cả, thế lực cung cấp đại lượng các loại tài liệu cung ứng cho thuật luyện sư tu luyện, từ đó lưu bọn hắn lại luyện chế cho mình. Chỉ có cực ít thuật luyện sư sẽ thật sự gia nhập vào thế lực nào đó, như vậy tương đương với hoàn toàn hạn chế bản thân rồi. Dù sao nơi cuối cùng trong suy nghĩ tất cả thuật luyện sư đều không ngoại lệ đều là thuật luyện thánh địa, hóa thần hải. Hợp đồng một gã thuật luyện sư vội vàng chạy đến trước mặt Hải Lâm, khẩn cầu. Hải Lâm thiếu ra, xin cho ta tục ước với dòng binh đoàn Thái Điểu đi, ít nhất cũng phải tục ước 50 năm. Còn có ta, 50 năm làm sao đủ, ta muốn tục ước 100 năm. 100 năm, ngươi choáng nha ngươi cũng đã hơn trăm tuổi rồi. Lão tử muốn ký trung thân ước, cả đời đều ở lại dòng binh đoàn Thái Điểu. Ta cũng muốn, khế ước trung thân, Bất quá trong hợp đồng phải có ghi rõ là phải Vân Tiêu đại sư ở trong binh đoàn thái điểu, nếu Vân Tiêu đại sư đi rồi thì ta cũng đi. Đúng đúng đúng, đại sư Vân Tiêu ở chúng ta ở, Vân Tiêu đại sư đi, chúng ta cũng đi. Hải Lâm lập tức choáng váng, trong đầu nhớ tới phụ thân năm đó phải cực kỳ khổ sở mới cầu được những thuật luyện sư này lưu lại, đưa ra đủ loại điều kiện, còn phải nhìn sắc mặt đối phương mới có thể ký hợp đồng 5 năm với đối phương. Hiện giờ lần này tất cả đều khóc lóc chủ động yêu cầu ký hợp đồng chung thân, tương phản này cũng quá. Càng thêm khiến hắn kinh hãi là, dù ký hợp đồng chung thân nhưng ràng buộc bọn hắn, không phải là dòng binh đoàn Thái Điểu, mà là Lý Vân Tiêu. Nếu Lý Vân Tiêu rời đi thì, hậu quả kia. Hắn trong lúc nhất thời cảm thấy đầu lớn lên, tiếng khóc hô yêu cầu ký hợp đồng chung thân ở bốn phía như vây lấy hắn, hắn cảm giác mình căn bản không ứng phó được loại tràng diện này, vội vàng hô. Nhanh, nhanh, Tả thống lĩnh mau đi soạn hợp động với các đại sư, lại gọi cha ta đến đây nữa. Người phương nào lại gây huyên náo ở đội thứ 8? Đột nhiên một tiếng hô từ đằng sau đại sảnh truyền đến, một lão đầu tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy giận dữ vọt ra, nhìn quanh mọi nơi một chút quát. Các ngươi đều đang làm gì đấy? Trên mặt nguyên một đám đều là nước mắt, chẳng lẽ có ai khi dễ các ngươi sao? Ta nghe nói có người muốn ký kết hợp đồng chung thân, các ngươi không phải bị ngu đầy chứ? Lão đầu trừng lớn mắt hung hăng trợn mắt nhìn mọi người nhưng hắn phát hiện mọi người đều lộ vẻ lạnh nhạt và kiên nghị không vì hắn nói thế mà thay đổi lục đại sư phương thụy vội bước lên phía trước nói vị này chính đại đội trưởng đội thứ tám mới đến chúng ta đều quyết tâm đi theo đại đội trưởng đại đội trưởng lưu chúng ta lưu đại đội trưởng đi chúng ta đi a à, lão đầu hồ nghi nhìn hắn một cái hư lạnh nói một đám gia hỏa không có cốt gì người nào có thể khiến các ngươi bán đi tự do của mình ký hợp đồng trung thân thế, ta ngược lại muốn xem thử đội trưởng mới đến này là thần thánh phương nào. Hắn đẩy đám đông ra, nhìn về phía đại sảnh. Trong lòng mọi người dùng mình, Lục đại sư này là nhân vật đứng đầu trong các thuật luyện sư. Bản thân cũng là thuật luyện sư ngũ giai đỉnh phong, hơn nữa tính tình cực kỳ táo bạo, nếu hắn và Vân Tiêu đại sư sinh ra xung đột, đắc tội mạo phạm hắn thì. Trong khi trong lòng mọi người tâm thần bất định không thôi, phỏng đoán lung tung thì. Lục đại sư kia trừng lớn mắt, Nhìn Lý Vân Tiêu há to mồm, vội vàng nhào tới trước, lớn tiếng kêu dên nói: "Đại sư, đại sư, rốt cục ta lại gặp được người rồi." Hắn nửa quỳ lấy như hài tử phủ phục trước người Lý Vân Tiêu, khóc hô: "Thỉnh đại sư nhận của ta một lại a. À. Về sau lục tốn ta nguyện đi theo đại sư rồi, đại sư ngài ngàn vạn đừng vứt bỏ ta a." À. Hai tay của hắn không ngừng chụp tới đùi Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cảm thấy nổi da gà, vội vàng đạp bay hắn ra, cả giận nói: cách ta xa một chút, ta không có hứng thú với nam nhân. Nếu muốn ở bên ta thì phải hỏi xem dòng binh đoàn Thái Điểu có đáp ứng hay không đã. Lão nhân này đúng là lục tốn trước kia từng gặp qua, sau khi hắn được Lý Vân Tiêu gợi ý liền vùi đầu vào luyện chế, quả nhiên rất nhanh đã thành công. Lần này luyện chế thuận lợi khiến hắn cổ chai khốn trụ hắn nhiều năm thoáng buông lỏng, thiếu chút nữa đã trực tiếp tấn cấp lục dai rồi. Dòng binh đoàn Thái Điểu Lục tốn sững sờ, vội vàng đứng dậy, chạy về phía hải lâm quát. Hải Lâm thiếu gia, mau lấy ra hợp đồng của ta, ta muốn ký hợp đồng trung thân. Vân Tiêu đại sư ở thì ta ở, Vân Tiêu đại sư đi ta đi. Hải Lâm một hồi đau đầu, lại thêm một người nữa. Bê à ngã. Đột nhiên một tiếng tát thanh thúy vang lên trong đại sảnh, Chu Tường cúi lấy đầu, không ngừng tát vào mình, đau khổ nói: "Vân thiếu, ngươi sau này là lão đại của ta. Ngươi nói cái gì chính là cái đó, cho dù bảo ta đi đớp cứ ta cũng đi." Bê à ngã. Bê à ngã hắn không ngừng tát lên, tổng cộng 10 cái tát vang dội, hai bên mặt lập tức sưng tấy đỏ ửng. Lúc đầu hắn thật sự không hạ thủ được, dù sao cũng là cường giả Vũ Hoàng A, đặt ở thế lực nào cũng là tồn tại cường đại. Nhưng thấy nguyên một đám thuật luyện sư bình thường đều cực kỳ cao ngạo giờ lại quỳ xuống, mình tát vài cái tựa hồ cũng không quá mức xấu hổ. Mấy cái tát đằng sau cũng càng lúc càng mạnh, cảm giác ngượng ngùng cũng bị tát đến chết lặng, chết để không cảm nhận được nữa ngược lại cảm thấy có thể đi theo Lý Vân Tiêu là một loại tự hào và hạnh phúc lớn lao, ít nhất mình muốn đi thì đi, không cần ký hợp đồng gì cả. Mà những thuật luyện sư cao cao tại thượng này còn phải ký văn tự bán mình trung thân mới có tư cách ở bên hắn. Nghĩ như vậy khiến hắn tát càng thêm tự hào. Mấy cái tát cuối cùng càng tát đến hang say, hai bên mặt sưng phù giống như hóa trang vậy. Đội phó, ngươi đây là Lý Vân Tiêu giật mình há to mồm, khó hiểu nói phương pháp biểu đạt trung tâm của ngươi cũng quá mới lạ đi nha, bản thiếu gia coi như thêm kiến thức. Chu Tường vuốt hai bên mặt sưng vù, lắc đầu liên tục nói. Nên làm nên làm, ta là người không biết tốt xấu, nên đánh, nên đánh. Hắn vụng trộm nhìn về phía Đinh Linh Nhi, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Đinh Linh Nhi mỉm cười, cảm thấy hiểu ý, ý Chu Tường nàng rất rõ ràng, đối phương dù sao cũng là cường giả vũ hoàng. Có thể thẳng thắng tát mặt trước bao nhiêu người đã là dũng khí cực lớn rồi, nhưng quỳ như chó bò ba vòng thật sự là không làm được, cho nên khẩn cầu nàng hủy bỏ. Thấy Đinh Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, Chu Tường lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lòng tràn đầy vui mừng. Tuy rằng hắn tát rất tự hào, nhưng nếu bỏ như chó, vậy thì đoàn trưởng sẽ không cách nào ngóc đầu lên ở dòng binh đoàn Thái Điểu được nữa. Chu Lôi dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới tổng bộ, tất cả thuật luyện sư muốn ký hợp đồng trung thân. Đây không thể nghi ngờ là một đại sự rất lớn, coi như là Hắc Liên đoàn trưởng sợ rằng cũng sẽ bị chấn động hợp đồng hợp đồng chu lôi liều mạng nhảy vào tổng bộ cũng không thông báo đã vọt ngay vào phòng hải bắc phi thở dốc nói hải hải đoàn trưởng hợp đồng hợp đồng hắn bay quá nhanh một hơi hao hết sạch nguyên khí trong lúc nhất thời thở không ra hơi hải bắc phi lộ ra vẻ không hài lòng nhíu mày nói vội vàng hấp tấp không có chút chấn định còn giống bộ dạng võ giả sao nơi này là tổng bộ dòng binh đoàn thái điểu coi như trời có sập xuống cũng có ta chống lấy Chu lôi lắc đầu, dốc sức liều mạng hít một hơi, nói. Hợp đồng, tất cả thuật luyện đại sư, hợp đồng của các đại sư, tất cả thuật luyện đại sư đều muốn hủy, hủy bỏ hiệp ước trước kia, hợp đồng, ý, ý. Cái gì? Hải Bắc Phi hét lớn một tiếng, khí thế trên người ầm ầm tản ra, một cổ kình khí nổ bung, cả người chu lôi bị khí kình kia xông lên, hất bay ra ngoài. Hải Bắc Phi bước ra một bước, thân ảnh cách hơn 10 mét nắm lấy chu lôi bị đánh bay ra ngoài trong tay, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lạnh giọng nói. Có phải Lý Vân Tiêu nháo ra chuyện không? Tất cả thuật luyện đại sư đều muốn giải ước hết sao? Chu lôi vốn đã không thở ra hơi, bị khí kình của hắn xông lên càng phun ra một búng máu. Hắn dốc sức liều mạng muốn giải thích, nhưng khẽ hé miệng ra, liền có một cổ khí huyết dâng lên, vọt vào yết hầu. Chu lôi cảm thấy khẩn trương, dốc sức liều mạng lắc đầu, lại dốc sức liều mạng gật đầu, lắc lắc một hồi, càng ngày càng loạn, hé miệng động vài cái, liền phun ra một búng máu tươi. Đáng chết a! À. Hải Bắc Phi trực tiếp ném chu lôi ra ngoài, giận dữ hết. Đội thứ 8 là căn cơ hậu cần của đoàn ta. Lý Vân Tiêu, nếu có một vị đại sư đi rồi, ta tất sẽ hủy xương cốt người. Hắn hóa thành một đạo quang mang, lập tức chạy tới thành Tây, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Chu lôi bị hải bắc phi quang ra, liền bay ra ngoài vài trăm mét mới ngừng lại. Nghe trận trận tiếng giống giận dữ từ không trung truyền đến, nhìn hào quang biến mất ở phía chân trời, toàn thân hắn liền đổ mồ hôi. Lần này phiền toái lớn rồi, dùng thực lực và lửa giận của Hải Bắc Phi sẽ không phải lập tức chụp chết Lý Vân Tiêu đấy chứ. Vậy thì, nghĩ vậy, hắn sợ run cả người, chỉ trách mình quá vội vàng, không nói rõ ràng mọi chuyện, nếu xảy ra chuyện lớn thì sao hắn đảm đương nổi chứ. Hắn vội vàng móc ra rất nhiều đan dược cho vào miệng, dốc sức liều mạng đuổi theo, nhưng lấy tốc độ của hắn, làm sao sánh được với Hải Bắc Phi tốc độ cường giả vũ tôn chỉ chớp mắt đã đi vạn dặm rồi hải bắc phi chỉ một thoáng đã đến thành tây lĩnh vực trên người trực tiếp khuếch tán ra bao phủ chọn căn cứ đại đội thứ 8 vào trong sau một khắc thân ảnh của hắn liền trực tiếp xuất hiện bên ngoài kiến trúc bảo hồ hô một đạo sóng âm khuếch tán ra cơ hồ như muốn chấn sụp cả không gian tập này kết thúc ở đây nha sau đây là chuyên mục quảng cáo các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé cảm ơn các bạn